vâng, trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ học về phẫu thuật nội soi cuộc sống và chúng ta sẽ xem cái video thực hành. Thoát vị địa đệm cuộc sống là một cái bệnh khá phổ biến trong cái dân số của chúng ta. Khi mà khối thoát vị nó gây chèn ép lên bao màng cứng và rễ thần kinh thì sự xuất hiện các triệu chứng lâm sàng như là đau nhức, tê các vùng chi, vai, mông, tướng với cái đường đi của dây thần kinh đó. Phẫu thuật kinh điển để cắt địa đệm bị thoát vị là một biện pháp để can thiệp đòi hỏi thời gian chăm sóc hậu phẫu rất là dài, và xu hướng hiện nay là người ta dùng cái phương pháp là ít can thiệp. Và sau đây chúng ta sẽ xem cái video về phẫu thuật bằng laser cho vùng cột cuộc sống. Người ta đang xác định cái vị trí của cái nơi mà bị thoát vị địa đệm. Khi mà thoát vị địa đệm bị thoát vị ấy, nhưng mà phần nào nó vẫn giữ được cái tính liên tục của các vòng sơ thì có thể điều trị bằng phương pháp là giảm áp địa đệm cuộc sống bằng laser. Đấy, bằng laser chọc qua da. Nhớ nhá, khi mà địa đệm thoát vị nhưng mà phần nào giữ được cái tính liên tục của các vòng sơ thì có thể điều trị bằng kỹ thuật là giảm áp địa đệm cuộc sống bằng laser chọc qua da, hay cái phương pháp này người ta gọi là BLDD. Kỹ thuật này người ta sẽ luồn một cái quang dẫn qua cái kim số 18 đối với cái đốt sống thắt lưng ấy, hay là đối với số 20 đối với đốt sống cổ. Nhớ nhá, người ta sẽ luồn một cái hay dùng một cái quang dẫn luồn qua kim số 18 đối với đốt sống thắt lưng và số 20 đối với đốt sống cổ, và sau đó người ta sẽ chọc qua tâm đĩa nệm. Cái năng lượng laser sử dụng trong trường hợp này sẽ là laser NDIG hoặc là laser HOIG. Đấy, hay là bán dẫn hồng ngoại nhưng mà với công suất cao, được truyền qua cái dây quang dẫn và đốt cháy một phần cái nhân nhầy. Nó sẽ làm giảm áp suất nội đĩa, khiến cho phần thoát vị sẽ bị co lại. Những phần thoát vị bị co lại. Năng lượng laser thì sẽ được truyền qua cái dây quang dẫn và nó sẽ đốt cháy một cái phần nhân nhầy như ban nãy mình vừa nói. Từ đó nó sẽ như thế nào? Nó sẽ giải phóng cái sự chèn ép đi. Tại hiện nay thì Trung tâm Vật lý Y Sinh học đã triển khai thành công cái biện pháp này, cái phương pháp chữa trị này nữa. Các u của tủy sống thì có thể là bóc tách một cách chính xác bằng laser nữa. Đấy. Thí dụ như là các u nằm ở gần trung tâm tim mạch hay tim phổi hay gần u não thì phẫu thuật viên có thể cạo cái u đi mà không làm tổn thương cái chức năng sống còn này. Đấy. Với các dụng cụ nội soi cuộc sống và phẫu thuật
nằm trong cái ống sống bằng lá tre thì nó sẽ trở nên một cách dễ dàng và chính xác hơn. Ok, và bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc nhé. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi học tiếp theo.